Mọi người đều hiểu rằng ăn quá nhiều thức ăn sẽ dẫn đến uể oải, lờ đờ. Nhưng lại không nhận ra rằng suy nghĩ quá nhiều cũng dẫn đến sự lờ đờ. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ uể oải đến mức không muốn rời khỏi giường của bạn. Tôi không nói về suy nghĩ, mà nói về việc suy nghĩ quá nhiều. Điều đó có nghĩa là những suy nghĩ liên tục tiêu chảy mà bạn không ý thức được, bạn không có sự tập trung, không có mục đích. Khi đó, tự nhiên bạn sẽ muốn tránh các hoạt động thể chất và đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ hoàn toàn bị chiếm hữu bởi chính suy nghĩ của mình. Bạn có đang suy nghĩ quá nhiều không?